Chào các bạn, hôm nay mình tháo cái bánh xe đạp ra để căn chỉnh lại cái côn bi, vì lắc thử thì nó có hiện tượng rơ đi lâu rồi không chỉnh, nên bây giờ nó có cái hiện tượng rơ côn bi. Cái bánh xe này là bánh bánh trước của xe đạp, nó chạy bằng cái bi côn chứ không phải bạc đàn, mà nó là dạng bi đi côn nồi. Thì đi một thời gian thì nó có cái độ rơ thì cần phải chỉnh lại, căn chỉnh lại để cho nó hết hết lắc cái bánh. Mỗi lần mà cầm cái bánh mà lắc lắc ngang thế này nó có cái độ rơ này, nên mỗi lần mà đi mà đi vào cua thì nhiều khi cái xe đạp nó hơi láng, nó không chuẩn tay lái, nên phải tháo hẳn hàn cái trục ra cho nó dễ làm. Thì cái bánh xe đạp thì khi mà chỉnh căn chỉnh côn bi thì ta sẽ nới ở cái côn ở phía bên bên trái này. Như bánh này là cái bánh trước của xe đạp này. Thì phải lưu ý đây là phải phân biệt được cái bên trái và bên phải. Nhiều khi tháo ra mà tháo trục ra không để ý là lại nhầm, là tháo ở cái phía tháo côn ở phía cái bên phải này, thì khi mà siết vào không để ý mà siết chặt là nó có thể đi, nó có thể bó côn. Như cái bánh trước của xe đạp á, thì mình phải lưu ý, bởi vì cái bánh sau thì thường là cái trục của nó có phía bên líp này, thì nó có cái líp rồi thì nó dễ phân biệt. Nhưng mà cái bánh trước này mà khi mà tháo cái trục ra rồi là nhìn hai bên nó đều giống nhau, cho nên là nhiều khi hay bị nhầm á. Như cái bánh này thì mình căn cứ vào có cái của cái đồng hồ đường tốc ở đây báo tốc độ ở đây, cho nên cũng dễ phân biệt này. Thế bây giờ mình sẽ tháo ở cái nở cái côn ở cái phần bên trái này ra. Để nở cái côn thì đầu tiên là cần phải một cái có cái cơ lê 13, cơ lê mỏng số 13 này, cho vào cái phần côn ở phía trong này để giữ, và dùng một cái cơ lê 17 để nới cái vành côn ở phía ngoài này ra. Nới lỏng ra. Nới lỏng ra, dùng một tay giữ trục bên này nới lỏng ra này. Xong rồi dùng cái cơ lê 13 này giữ để siết cái côn vào. Nghĩa là xếp cái vành côn ở phía trong vào, tháo hẳn cái ốc hãm ở phía ngoài để nhìn cho rõ này. Đấy, nó có một cái lồng đèn và một cái ốc hãm ở phía ngoài này. Côn ở phía trong là đây. Mình phải quy chỉnh, mình cần phải lưu ý là chỉnh vừa tầm như ở đây. Nới vào quá thì nó sẽ chặt, nó chỉ cần nhít ra khoảng 1/2 vòng thôi là nó có thể bị lỏng ngay. Đấy, thì mình sẽ kiên trì và cân chỉnh từ từ, chứ không cái này không cân chỉnh vội được. Đôi khi mình phải thử một vài lần thì mới tìm ra đúng ra được cái điểm chuẩn mình cần phải siết. Ở đây là mình thử này, lần đầu này, và cầm cái trục này mà xoay thử, nếu cảm thấy mà nó hơi rít thì có thể nới nó ra một chút. Đó.
bây giờ cho cái ốc hàm vào để hàm chặt lại để kiểm tra lại. Hàm vừa là thôi, không cần phải chặt quá, mình kiểm tra lúc nào vừa là thì mình sẽ chặt. Xong rồi mình lại quay và là lắc thử cái trục côn, quay thử nếu như mà nó bị kẹt thì phải nới ra, còn nó lỏng thì lại tiếp tục căn chỉnh và siết lại. Như cái này là nó vẫn đang hơi lỏng một chút này, mình lại sẽ phải nới ra. Chết nó vào chút nữa. Đấy. Xong mình hàm lại để kiểm tra lại. Và mình sẽ quay thử những cái trục vừa quay vừa lắc thử các chiều xem nó có còn cái độ dơ không, nó có cái độ kẹt không. Có một điều cần lưu ý đấy là với cái bi côn trục này thì khi căn chỉnh mình phải hết sức lưu ý đấy là với những cái côn trục mà nó còn mới thì dễ, nhưng mà những con côn trục bi nó hơi cũ rồi ấy thì khi căn chỉnh mình phải lưu ý đấy là nếu như mà tìm đúng cái điểm mà nó vừa là không không bị dơ và cũng cũng là không bị kẹt là tốt nhất. Nếu như mà trường hợp mà khó để mà tìm ra cái điểm đấy thì mình khi căn chỉnh hơi lỏng một chút, hơi lỏng nhẹ một chút thì tốt hơn là để nó hơi chặt. Hơi lỏng nhẹ một chút thì nó cũng không ảnh hưởng lắm, nhưng mà nó hơi chặt một chút đó. Là khi mình đi mà nó nóng lên á, đi với côn mà nó có cái đồ ma sát nó nóng lên á thì nó dễ bị là bị rạn bi, bị rạn và bị rỗ bi. Cho nên là lưu ý đấy là khi mà căn chỉnh thì nếu như mà không tìm đúng được cái điểm mà chuẩn của nó thì có thể là mình căn chỉnh nó hơi lỏng một chút, hơi lỏng nhẹ một chút, chứ tuyệt đối không không căn chỉnh hơi chặt. Hơi chặt nghĩa là khi kinh nghiệm là khi mình quay thử cái bánh này, quay thử cái bánh mà đến đến cái điểm dừng của nó mà nó đứng khừng lại ấy, thì đấy là nó hơi chặt. Chúng ta phải cùng quay làm sao để cái bánh mà khi mà nó đến điểm nó dừng rồi á thì nó phải hơi trả lại một chút. Thì mới được đấy, nó phải hơi trả, hơi lơ lửng, hơi trả lại. Chứ còn nếu như mà nó mà khi mà nó dừng khừng luôn á là chứng tỏ là cái côn bi nó đang hơi chặt, hơi rít thì mình phải nới ra, chứ không không nên để cái côn bi nó hơi chặt kiểu đấy, đi nó rất nhanh rổ bi. Mình xin dừng video ở tại đây, cảm ơn các bạn đã xem. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.